Trần Đức Bo sau khi chuyển giới, nhan sắc xinh đẹp đầy thần thái sánh ngang Mai Davika. Quyết định lấy tên mới Mẫn Nhi vì Bo xinh đẹp như mỹ nhân. Gọi em là Mẫn Nhi bởi vì em như là mỹ nhân, mỹ nhân. Em là mỹ nhân. Vỗ tay, vỗ tay. Từng tuyên bố năm 30 tuổi sẽ lấy vợ, nhưng nay bất ngờ come out chuyển giới vì chỉ thích trai thẳng. Ở chỗ là em chỉ thích trai thẳng thôi. Thành ra là đó là cái lý do mà nó đẩy em đến cái con đường mà em phải làm con gái. Hành trình thuyết phục ba mẹ cho phép và nỗi lo mất đi đứa con cưng của bậc phụ huynh. Đây là lần đầu tiên con xin ba mẹ ủng hộ con, nên là bây giờ ba mẹ ủng hộ con thì con có thêm động lực con làm. Còn ba mẹ không ủng hộ con thì coi như là cái hành trình này của con thì con sẽ hơi cô đơn và tủi thân một chút. Cái lần sợ mà sâu sắc này là ba mẹ em sợ là lỡ em sang bển em làm như vậy rồi em xảy ra rủi ro rồi em hẹn sao. Góp mặt trên thảm đỏ sự kiện ra mắt bộ phim Người Mặt Trời, Trần Đức Bo hay Mẫn Nhi đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Khi cô tự tin tái xuất với diện mạo hoàn toàn mới sau khi thực hiện việc chuyển giới, diện trên mình bộ đầm trắng với đường cắt xẻ táo bạo, Mẫn Nhi đã làm nhiều cô gái phải ghen tị bởi sắc vóc quá hoàn hảo của mình. Ngay sau khi loạt ảnh của Mẫn Nhi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nhanh chóng liên tưởng đến nhan sắc của mỹ nhân Thái Lan đình đám Mai Davika. Không ít nhận xét cho rằng gương mặt sắc nét của Mẫn Nhi có hơi nhăng nhác giống nữ người mẫu 31 tuổi. Được biết, để có gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của hiện tại, Mẫn Nhi cũng đã thực hiện một số biện pháp can thiệp trên khuôn mặt của mình như hạ trán, hạ gò má, gọt hàm, chỉnh cằm, hạ mũi. Sau khi chỉnh sửa, Mẫn Nhi thật sự trông thanh thoát, xinh đẹp hơn hẳn. Bên cạnh những lời so sánh về việc Mẫn Nhi khá giống với Mai Davika, thì netizen cũng bàn tán về quá trình come out và quyết định chuyển giới của nữ nghệ sĩ. Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, Mẫn Nhi đã nói rất nhiều về sự thay đổi của bản thân cùng những ngày tháng thuyết phục ba mẹ cho cô được tìm lại chính mình. Được biết, trước khi bất ngờ come out và chuyển giới, Mẫn Nhi từng tuyên bố với công chúng rằng sẽ cưới vợ năm 30 tuổi. Vậy nhưng đến hiện tại thì cô đã thành con gái và lời tuyên bố đó cũng tan theo gió. Chia sẻ về lý do thay đổi nhanh chóng mặt, Mẫn Nhi cho biết, trước đây cô nói với gia đình việc mình giả gái trên mạng xã hội là để kiếm tiền, nhưng thực tế thì những suy nghĩ làm con gái của cô là thật. Sau thời gian dài trốn tránh và không dám nói với gia đình, Mẫn Nhi quyết định come out, đứng trước gia đình tuyên bố rằng bản thân muốn chuyển giới. Cô cho biết, mình mới chia sẻ điều này với gia đình từ hồi tháng 9 năm nay. Nghe con trai của mình muốn chuyển giới làm con gái, dĩ nhiên bậc cha mẹ nào cũng sốc và sợ. Họ sốc vì không ngờ con mình lại có suy nghĩ này. Mẫn Nhi cho biết, khi nghe cô nói, ba của cô đã trầm ngâm rất lâu, nhưng sau rồi cũng đồng ý. Còn mẹ thì than khóc rất nhiều, sợ con có bể gì xảy ra. Cả ba mẹ và người nhà của Mẫn Nhi đều vô cùng lo lắng cho cô, sợ nếu ra nước ngoài chuyển giới sẽ xảy ra mệnh hệ gì. Nhưng với quyết tâm tìm lại chính mình, Mẫn Nhi khi được ba mẹ chấp nhận đã thực hiện việc chuyển giới. Cô cũng cho biết, nếu ba mẹ không đồng ý, thì cô cũng sẽ trốn để đi làm. May mắn là mọi chuyện đã suôn sẻ, cuộc chuyển giới của Mẫn Nhi cũng đã được thực hiện thành công. Giờ đây, showbiz Việt đã không còn Trần Đức Bo, mà thay vào đó là một cô gái xinh đẹp có cái tên rất kêu Mẫn Nhi. Không ít người tỏ ra thắc mắc vì sao cô lại chọn cái tên này. Bản thân Mẫn Nhi cũng từng rất chê cái tên mà mình đang sử dụng, cho rằng nó xến. Mà trước đây, cô cũng có nickname khác là Nhi Mu Bư. Song bạn của cô đã khuyên cô nên lấy tên Nhi, nhưng không phải Nhi Mu Bư vì nó trẻ trâu. Thay vào đó hãy đặt tên Mẫn Nhi, có nghĩa là mỹ nhân. Sau khi nghe giải thích thì Mẫn Nhi đã không còn chê chiếc tên này nữa.